rất chịu cái hạt trà, nhưng mà thời đại rất tuyệt vời. Gai màu hồng đào, quân số 19 là cầu thủ, quân cầu thủ. Chân tay chuẩn bị, hai BC hiệp thứ nhất bắt đầu. Không rồi, giấu bỉ luôn đi. Không rồi đấy, không rồi. Rất đẹp sạc, còn quá. Thế chứ? Còn quá. Mẹ ăn bế luôn đi, nhập xuống đi. Mẹ ăn. Lúc đó cũng rực và lao. Anh đã rất kinh dựng kinh kỳ. Mẹ ăn bế lập kinh dựng kinh kỳ. Anh đã hơn cân cũng rất nhiều. Bây giờ anh đang thể hiện được. Với tôi. Chắc rồi. Phát này là xong được chưa? Phát này ông đúng là xong. Phát này nó coi là xong luôn. Cân bằng nhau thì cân bằng nhau. Cùng hạng cân cơ. Dân trẻ thật là một đào mới được đào tạo tuổi còn trẻ tuổi 17 gặp một đặc vật động viên thi đấu hạng dân đã giành huy chương CD nhưng mà tiếp kiên cường học sinh ơi dạy xong rồi để nghe bên cạnh những trận đấu thi đấu không ai có thể nhận ra đây là một vận viên đã thi đấu gần một tiếng đồng hồ và anh trẻ thế nhỉ. Vâng, và như vậy Nguyễn Tiến, bạn là Nguyễn Tiến tài trợ cho bạn Xuân Tiến Huy thêm 500 đồng đó. Cảm ơn. Có lẽ đây là một vận động viên được yêu thích nhất từ trước đến nay chơi ở hội. Vâng, lần đầu tiên đến giới vật và giải vật vô địch, tuy nhiên là anh thi đấu một nhà rất chuyên nghiệp, không có lý do để cho thế này. Là đủ kinh nghiệm để thi đấu với tầm cao hơn. 2 năm rồi đó. Và ngay sau đây, Trần Trung Kết, Trần Văn